Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đây, mình xin giới thiệu, đây là thành viên mới của mình. Không phải là thành viên mới mà là nhà mình đã nuôi nó từ hồi nhỏ. Từ hồi nó nhỏ xíu, bây giờ nó đã gần nửa năm rồi. Nó tên là Mèo nhé. Nè, đó. Mặc dù video của chúng ta hôm nay sẽ là làm pate cho cả hai đứa, vừa mèo vừa lợn để ăn luôn. Nhưng mà hôm nay mình muốn cho con mèo của mình lên sóng. Nè, nè cả mọi người có nhé. Mèo một đứa con gái xinh đẹp, đẹp đấy. Cái mọi người có lên lợn đi, có mấy mũi dài trở nên là mắt con hơi tí. Hôm nay mẹ chị sẽ làm cho con món pate gà đó. Lý do là vì hàng ngày con ăn cái này. Nhưng mà cái này nó rất là hao nha, mặc dù ăn hạt rất là tốt cho thú nuôi của mình. Nhưng mà nó hao thật sự ấy. Một bịch nhỏ xíu như vậy là 80 nghìn mà con mình ăn có 3 ngày thôi. Nên là hôm nay mình quyết định sẽ thử làm pate để đổi món cho nó. Cộng thêm nữa là nếu như mà trong hạt không á, nó chỉ toàn là protein, nó rất là làm cho dễ làm cho thú cưng của mình bị táo bón này, dẫn đến những cái bệnh không tốt về đường ruột á. Thì hôm nay mình sẽ làm pate để cho nó một xíu sơ nữa. Nguyên liệu hôm nay của chúng ta thì sẽ có cái này là ức gà nè. Đó, ức gà ta nha, không phải là gà công nghiệp. Tiếp theo ở đây đó là gan heo. Phải gan heo mày. Gan bò. Tiếp theo ở đây đó là gan heo nè, cộng với một ít gan gà ở đây nữa. Nhưng mình nghĩ là trộn như vậy thì có thể nó sẽ ngon hơn và tăng thêm phần hấp dẫn. Để bổ sung rau chất xơ cho thú cưng của mình thì đây là trái bí đỏ nè. Bí đỏ này mẹ mình đi chợ để lựa. Bên cạnh đó chúng ta cần thêm một gói sữa tươi không đường như thế này. Tác dụng của nó là để mình ngâm cái gan cho gan nó thải hết những cái chất độc ở trong nó ra. Thì mình nấu cho thú cưng của mình ăn nó sẽ không bị bệnh. Bước đầu tiên đó là mình sẽ ngâm cái phần gan này vào trong sữa tươi không đường nha. Nhớ là không đường nha. Để cho gan nó thải hết cái chất này ra. Mình sẽ cắt cái bột sữa này ra rồi ngâm vào đây. Mình sẽ ngâm nó trong vòng tầm 10-15 phút. Đây. Để riêng ra. Trong thời gian mà chờ thì mình sẽ luộc cái miếng gà này. Mình chỉ cần bỏ nước ngập cái miếng gà này là được. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp, mình luộc nó lên. Cái lượng gan heo đã chuẩn bị á, thì mình nghĩ là mình chỉ cần một nửa cái trái bí này thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế nó. Mình sẽ lấy một nửa trái ở dưới đi. Còn một nửa còn lại thì mình sẽ để cho mẹ mình nấu canh. Đó, mình sẽ lấy cái phần này nhé. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng mình đã gọt vỏ xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt nhỏ cái bí này ra. Sau khi tiến hành sơ chế là mình đã rửa trước, gọt vỏ xong mình rửa nó sắc nhỏ ra nha. Thì mình sẽ đổ nước sắc mặt như vậy của nó như vậy rồi tiến hành luộc lên trong vòng 10-15 phút. Đây là phần thịt gà hồi nãy mình đã luộc chín đây nè. Còn đây là phần gan đã ngâm sau 10-15 phút. Đó, mình sẽ bỏ lên bếp luộc luôn nha. Đối với phần thịt gà đã chín này thì mình sẽ xé nhỏ nó ra, xé thành sợi như thế này. Hoặc là nếu như các bạn muốn thì có thể bỏ lên thớt xong rồi mình chặt ra cũng được. Nhưng mà xé như vậy thì gà nó sẽ tơi hơn, với lại cái sợi nó sẽ nhỏ hơn thế này. Mình đã chuẩn bị xong phần gà rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ chờ cho cái bí đỏ này nó sôi. Cái này sôi nè các bạn. Mình chờ thêm tầm 5 phút nữa để cho nó mềm nha. Rồi được. Mình thử kiểm tra xem là cái nồi gan của mình thế nào. Đó, nó cũng đã sôi rồi nè. Mình chờ một chút nữa để cho gan nó chín kỹ nha, chết những cái con vi khuẩn ở trong đó là được. Mẹ ơi con đói quá nè. Con đói mà con buồn ngủ quá nè. Mẹ ơi. Đây là mẹ mặt bất lực của con gái kia. Chờ quá lâu mà cũng không có pate để ăn. Nó mệt mỏi. Gái tôi đòi ăn mặn trong miếng gà kìa. Không cho, cái này là đồ pate á. Không được. Đó bác, thêm miếng.
phần nguyên liệu sau khi đã chế biến xong nè, nóng nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cho nó vào máy xay, nhưng mà trước khi đó thì mình phải chờ cho tất cả nó đều nguội hết đã nha, nếu không là máy xay nó sẽ bị hư á. Pate với lại à lộn, gan với lại bí đỏ sau khi chín để nguội thì mình bỏ vào đây, sau rồi mình đổ thêm vào đây một chút nước luộc cái gan hồi nãy nữa cho nó mềm, xong rồi mình sẽ bấm máy. Mình đã quay xong cái phần gan với lại cái phần bí đỏ ở đây rồi. Đổ nó ra chén. Xong rồi mình sẽ trộn với một ít gà ở đây. Cái phần còn lại mình để dành để tí nữa mình trộn ra phần sau. Mình mong là con lợn nhà mình nó sẽ ăn cái này để thay thế cho các rang mất tiền kia, thì cũng tốt cho hơn cho hệ tiêu hóa nữa. Bây giờ mình sẽ cho hai đứa nó đi ăn. Đi ăn thử như này. Ở đây mình có hai cái chén nè, mình sẽ múc cho mỗi đứa một phần. Con luộc rồi mà mẹ. Luộc rồi. Mình sẽ lấy cho mỗi đứa một phần. Cho nó ăn thử rồi sao? Chờ xíu nha. Cái này là chị Hai. Chị Hai tên là Mèo. Chị Hai đây ăn ống miếng. Không biết như vậy có gọi là thành công không ta? Bây giờ mình sẽ thử cho con lợn nhỏ của mình ăn. Đây là con gái của mình nè, đó. Bây giờ con gái của mình sẽ thực hiện thử thách lần đầu tiên ăn thử pate do mẹ nó làm nè. Chúng ta chờ kết quả nhé. Ăn không? Ý nó ăn đi mọi người nè. Ăn một cách say mê. Rồi con ăn giùm con ăn giùm mẹ đi. Ăn giùm đi. Con ăn các rang hao quá. Gái ơi. Gái ơi. Nè. Ngon không gái? Ngon. Ngon lắm. Nêu cảm nghĩ đi. Gái ngon không gái? Nêu xíu cảm nghĩ đi gái. Sao con ăn không vậy? Con nói miếng đi. Ăn no rồi các bạn. Ăn no rồi. Chị đang no rồi, chị đang hóng khác. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình rất mong sẽ nhận được nhiều góp ý đóng góp của các bạn ở dưới phần bình luận ở dưới đây nha. Và chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn ở nhiều video khác. Cảm ơn các bạn, biết các bạn rất nhiều.